có ước mơ cho riêng mình. Đó có thể là những điều rất vĩ đại, nhưng cũng có thể là những ước mơ vô cùng nhỏ bé và giản dị. Mỗi dòng chia sẻ của khán giả gửi về ước mơ cùng Gian là một động lực to lớn mà chương trình mong muốn đồng hành cùng các bạn trong chương trình thực hiện những ước mơ. Chương trình đã nhận được rất nhiều những lá thư, đó là ước mơ có một bữa cơm ngon cùng với những thành viên trong gia đình, là ước mơ ba có chiếc áo lành lặn hơn để đi làm, hay là ước mơ sẽ không bao giờ có thể có lại được nữa, là những ngày tháng ấu thơ được quay trở lại cùng với bà ngoại đã mất. Chắc chắn đó là những góc rất xúc động trong trái tim của tất cả mọi người mà Tùng tin là ai cũng có. Trước đây khi mẹ còn khỏe, mẹ là một người phụ nữ nhanh nhẹn và vô cùng hoạt bát. Nhưng mình vô cùng bất ngờ khi quay về, mẹ nằm trên giường bệnh với một sức khỏe không ổn định, với một gương mặt xanh xao và tay chân dường như teo lại. Vì thế mình muốn nhờ đến Gian TV giúp mình như là một món quà bất ngờ để giúp mẹ có tinh thần mà vượt qua căn bệnh này. Năm 4 tuổi và ba mình mất sớm, chỉ còn mẹ lo toan cho cuộc sống của mình. Mẹ phải làm việc rất là vất vả. Mình ước gì mẹ mình có thể được đi du lịch và là du lịch bằng máy bay. Mình có một ước muốn là tổ chức lại một buổi cầu hôn thật lãng mạn và tuyệt vời giữa mình và vợ, để cô ấy cảm thấy hạnh phúc được trọn vẹn. Tôi không dám ước mơ gì to tát, chỉ mong rằng giá như được cùng mọi người chung tay kêu gọi và vận động được thật nhiều món quà cho các em nhỏ, những mệnh đời kém may mắn. Chắc hẳn các bạn không thể nào quên giây phút được sống lại những tháng năm học trò, được một lần nói lời xin lỗi cô giáo, hay được thổ lộ tình cảm với người mà mình yêu quý, là những giây phút được chứng kiến cảnh đám cưới hạnh phúc của ba mẹ mình và những trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước xa lạ, làm quen với những người bạn mới. Chính thức ra mắt khán giả vào cuối năm 2012, ước mơ cùng Gian đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những điều ước gần gũi, giản dị và hết sức chân thành. Câu chuyện của ước mơ không chỉ là của một nhân vật chính, nó đại diện cho tất cả chúng ta là những người tin vào bản thân mình và theo đuổi ước mơ. Không khác những người tham gia, ekip ước mơ cùng Gian cũng đã trải qua những căng thẳng, áp lực trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực này. Chú mẹ em không có thích bông. Bông bông hoa hoa này cũng đâu có gì đâu em, nó cũng không phải là dạng bông đó. Nhưng mà mẹ không thích mà. Quên cái vụ này, rồi dẹp. Tôi hy vọng chiều nay quay được cảnh này như căng lắm. Anh Tùng bước lên thì mình bắt được cái diễn tiến trên sân khấu. Máy ở đây em vẫn theo dõi cô. Không, anh Tùng sẽ đi hướng kia nên chị nghĩ là đặt cái máy toàn bên kia đi. Tất cả đều mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra thật đẹp, thật hoàn hảo và để lại những kỷ niệm khó quên. Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người. Đã rất là hồi hộp. Ngay khi bước vào cuộc đời, vì thôi. Quay vô chỗ nha. Những nhân vật chính của chúng ta đã chuẩn bị xuất hiện trong bữa tiệc đặc biệt ngày hôm nay. Cái nguyện vọng anh thì anh lúc nào anh cũng muốn em về hưu sớm. Chứ lúc em chưa bệnh cũng vậy, anh vẫn nói anh vẫn cho bà làm đi một 2 năm nữa bà nghỉ thì tôi làm. Nếu mà ai mà hỏi em chị là như thế nào thì em sẽ nói là chị là người rất là cao cả. Hôm nay khó lắm con mới rủ được bà hai lên để động viên cho mẹ đó nha, mẹ nghe đi nha. Mong rằng là mẹ sẽ mau hết bệnh.
các khán giả đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những khó khăn trong hành trình ước mơ của mình đến những khoảnh khắc vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc. Năm 1980, thì chúng tôi làm đám cưới với nhau. Lúc bây giờ không có một tấm hình và không được cái không khí đang cũng như thế này. Em muốn nói với anh là em thích anh. Có lẽ là tôi chưa biết là cái cuộc sống của mình như thế nào, đồng lương của mình ra sao. Tất cả những điều đó đối với tôi không phải là sự thành công đâu. Mà cái thành công của mình tôi nghĩ là chính là ngày hôm nay. Nhưng mà cái nhận lực cuộc đời anh không tới. Và đây là món quà anh tặng em, để vì anh xin lỗi đã đến trễ. Hãy chứng kiến và theo dõi hành trình đó cùng Giang. Giang vẫn luôn bên bạn và ủng hộ bạn. Hãy cứ ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ. Ước mơ cùng Giang sẽ luôn đồng hành cùng bạn.